Trường Giang tiết lộ câu nói của cố nghệ sĩ Chí Tài khiến anh khắc cốt ghi tâm suốt cuộc đời. Trường Giang nghẹn ngào khi nhắc về kỷ niệm với cố nghệ sĩ Chí Tài. Thuở sinh thời, nghệ sĩ Chí Tài coi Trường Giang là một trong những đàn em thân thiết trong nghề. Trường Giang cho biết, anh và nghệ sĩ Chí Tài có không ít với nhau những kỷ niệm khó quên. Mới đây, trong một chương trình Trường Giang có dịp trải lòng, ngày xưa, anh Chí Tài có dạy câu mà tôi nhớ đến hết cuộc đời luôn, anh ấy là người nỗ lực hơn chữ nỗ lực luôn. Lúc tôi với anh ấy diễn chung sân khấu, người ta chỉ biết anh Chí Tài, không biết tôi. Mỗi lần tôi diễn, anh ấy luôn âm thầm ngồi trong khán đài xem. Mỗi lần tôi diễn ra là thấy anh Chí Tài ngồi đó, tôi hỏi sao anh ấy chưa về. Anh ấy nói, phải ngồi xem mày diễn, thôi ráng đi vì biết sao không, đêm nay chỉ có 300 người xem mình thôi. Đừng nghĩ 300 người đó không, 300 người đó xem không hay là mỗi người sẽ nói cho 10 người trong nhà và 10 người trong nhà đó sẽ nói cho 10 người bạn khác và con số nhân lên triệu người. Chỉ cần 1, 2 phút mình lơ đãng làm cho nhiều người không thỏa mãn sẽ có rất nhiều người thấy mình diễn dở, khi đó sẽ hình thành thói quen mình có cơ hội làm lại. Chính vì câu nói đấy của nghệ sĩ Chí Tài, cho đến hiện tại Trường Giang thoải mái, hết mình những người em, đồng nghiệp trong nghề. Anh nói, đó là lý do tôi thích Isaac vì tôi đi diễn với bạn ấy nhiều ở nước ngoài, chưa có bao giờ bạn ấy lơ là khi diễn. Lên sân khấu là cháy hết mình. Còn Lê Dương Bảo Lâm cũng là người thà chết ở trên chứ không ở dưới. Thúy Ngân ngày xưa đi chung với tôi, bả làm MC mà khóc nhưng qua chương trình gì cũng dám làm mà tôi với Tiến Luật còn ngại. Thúy Ngân gửi lời cảm ơn đến Trường Giang và nói, anh Giang hay động viên cố gắng lên có gì anh hỗ trợ cùng. Mỗi lần có dịp lưu diễn nước ngoài, Trường Giang đều tranh thủ qua phần mộ của nghệ sĩ Chí Tài thắp hương cho người anh. Trường Giang coi nghệ sĩ Chí Tài như một người anh, người thầy của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.